Anh cho em xin một chút cái cảm nhận của anh khi mà gọi là giao dịch với cả bên em cũng như là bên công ty của em ấy, từ lúc bắt đầu mà gọi là nói chung kết nối với cả đến thực tế, không cần nói tốt cho em, chỉ cần xin một là... cái không. Thực tế nhất. Dạ. Ý là nói chung là về cái tư vấn hay là về cái mọi cái phong cách làm việc thì nói chung là theo như em nghĩ ấy, thì đúng là nhanh gọn nhẹ, không cần phải gọi là dài dòng, mà gọi không có gọi là kiểu là mình quá quan trọng đến khách hàng đâu, cứ kiểu như là mình khách hàng ưng đồng ý gọi điện ngay là chốt, là gọi là hẹn ngày giao hoặc là tiền chuyển các thứ nhanh, cái đấy là cái đấy là mình thấy nó ok. Nhiều khi nhiều lúc mà cứ mà mình cứ mua cái gì đấy hoặc là làm cái gì đấy mà cứ lúc đầu tư vấn thì rất ngon, nhưng sau mà đến lúc chuyển tiền cái là chuyển tiền cầm được tiền cái xong là gọi mất hút, đến lúc mình cần thắc mắc cái gì cái là gọi không nghe hoặc là nhắn tin không trả lời, là cái đấy mình rất chi là nguy hiểm, không đồng ý đó. Còn ví dụ như mình đã thống nhất với nhau là cái này nọ như nào ok là mình đã chốt là tiền nong là xong phẳng. Dạ. Mà ví dụ như khách hàng mà cứ có cái nhu cầu hoặc là thắc mắc hoặc là cái muốn hỏi cái gì là phải giải đáp chứ. Vâng. Không phải là cứ cầm được tiền xong cái là thôi. À, cái đấy thật sự là như bên anh làm là em thấy là cũng ok. Dạ vâng. Thời gian các thứ là nói chung là chuẩn chỉ, nói là trước hạn luôn. Đúng. À, ví dụ như hôm trước là em nhớ là anh đặt cọc vào 29 Tết thì tầm mùng 6 hay mùng 7 hay mùng 8 gì đó thì là ký công chứng. Dạ. Và đến chuẩn nhất là ngày mùng 9 tháng vừa rồi, có nghĩa là mùng 9 tháng 1 ký thì mùng 9 tháng 2 ra sổ. Thì hôm nay em mới bay vào đây em giao cho anh được. Em bay vào tận đây em giao luôn chứ em không gửi bưu điện. Em muốn làm sao để khi mà khách hàng dù mua sản phẩm lớn hay sản phẩm nhỏ, to hay bé thì em không quan trọng. Quan trọng là kiểu một khách hàng ví dụ như anh tin tưởng em, anh tin tưởng em như vậy thì em sẵn sàng em có thể là em bay vào đây. Mặc dù là cũng phải chia sẻ với anh là có khi bán xong lô đất là cũng coi như là san bằng tất cả luôn. Nhưng mà cái đó thì nó lại không phải là cái vấn đề quan trọng đối với em. Thì đấy, ví dụ như anh tin tưởng em thì em sẵn sàng em vào tận đây, em đi bay vào tận đây em giao sổ cho anh cũng như là tặng anh một cái món quà như thế này. Thì đối với em thì thực ra là đôi khi mọi người cứ bảo bán vì đam mê, nhưng đúng thật là em vì đam mê. Bởi vì em là em tuổi Tuất, em rất thích được đi, em rất thích được đi trải nghiệm đây đó. Mỗi một lần được về một cái nơi cũng như được gặp một người là em cảm thấy rất là vui. Thì cũng rất là cảm ơn anh vì cũng đã tin tưởng gọi là em cũng như là Trung Thực Land lựa chọn một cái sản phẩm đầu tư. Và em cũng tin rằng là cái sản phẩm này cũng sẽ tăng trưởng tốt trong tương lai. Bởi vì là chính ra anh em mình là hàng xóm đấy. Mặc dù nó không sát vách nhà nhau nhưng mà cũng chung một huyện. Tại vì em cũng mới đầu tư một mảnh cũng ở xã bên cạnh, cũng khuôn khuôn tiền tầm đó. Thế cho nên là anh em mình cũng có gọi hàng xóm với nhau đấy. Nếu mà có dịp nào về quê mà đấy dạ. Thì có gì anh là alo. Ok anh. Tại vì nếu mà về quê thì có dịp thì anh em đi xem đất nó cũng tiện hơn. Ok anh. Hôm tới em cũng vào trong Như Xuân, em cũng có một anh làm công an ở đấy, anh ấy mua. Hôm tới là hai anh em cũng vừa gọi điện hẹn nhau rồi, sang tuần là em vào tận trong đó để em giao cho anh ý. Đấy, ok, dạ. Rất là cảm ơn anh. Dạ. Hôm nay mới được gặp anh ngoài đời.